Xin chào các bạn Ở video này thì mình sẽ đưa thêm ra một cái ví dụ nữa Về cái phần con trò ở trong C các bạn nhé Thì bây giờ mình ví dụ như là bây giờ đề bài nếu cầu là mình sẽ viết một cái hàm để nhập giá trị của A Đấy Thì bình thường nhá Bình thường chúng ta sẽ nhập một cái giá trị nào đấy ở trong hàm main luôn đúng không Thì để bài yêu cầu là bây giờ mình phải viết một cái hàm riêng biệt để mình nhập giá trị của A vào Đấy và mình sẽ sử dụng con trò để mình làm việc đấy các bạn nhé Ok thì đầu tiên ấy, trước khi mình làm cái yêu cầu này mình làm một công việc rất là đơn giản là mình nhập giá trị của a sau đó thì mình sẽ in ra A ở trong hàm main luôn được không nhỉ? mình ví dụ mình sẽ khai báo biến a nhé, sau đó mình sẽ in ra một câu thông báo này, nhập giá trị a, đấy, ok, sau đó thì mình sẽ dùng cú pháp là scanf để nhập giá trị của a vào phần trăm d và ở đây sẽ là và a. các bạn lưu cho mình nhé, cái và a này ấy, tức là mình đang gọi tới địa chỉ của biến a đúng chưa lâu nay các bạn cứ mặc định các bạn viết thôi nhưng mà bây giờ ý nghĩa của nó là gì các bạn nhỉ là đang gọi tới địa chỉ của biến a vì khi mình gọi tới địa chỉ thì mình mới thay đổi được giá trị của biến Đấy, ok tiếp tục mình sẽ in ra tiếp tục giá trị của a là 2 chấm phần trăm d phải a đó thì đây là những cái gì nó rất là cơ bản mà các bạn hay làm thường ngày đúng không mình chạy thử các bạn nhé đấy nhập giá trị của a này mình nhập là 10 này thì giá trị của a là 10 thôi không có gì cả thì bây giờ đề bài nếu cầu ấy là thay vì là mình nhập ở hàm main thì bây giờ cái việc nhập giá trị này mình sẽ để một hàm riêng được các bạn nhỉ và mình phải sử dụng con trò để mình làm việc đấy ok các bạn nhá, thì bây giờ mình tạo một cái hàm mới đấy thì ở trong hàm main này mình cũng khai báo cái biến a để cho các bạn nhỉ đó rồi bây giờ cái việc nhập vậy thì mình sẽ tạo một cái hàm void này input a chẳng hạn, đấy, hay input cũng được. và bây giờ việc của các bạn đấy là các bạn sẽ truyền thằng a này vào trong cái hàm input này và hàm input này nó sẽ thực hiện cái việc là nhập giá trị của a. được các bạn nhỉ thì bây giờ như này nhá, vẫn là cái nguyên tắc như này các bạn, là ở đây khi mà các bạn muốn cho thằng a của mình nó thay đổi, ấy, được không? thì mình phải truyền cái địa chỉ của A vào đấy các bạn để cho mình này khi mình truyền địa chỉ của A vào ấy thì cái giá trị của A ở trong cái hàm nó thay đổi thì cái giá trị của A ở ngoài hàm bên cũng thay đổi được không thì như vậy là chúng ta phải truyền địa chỉ của A vào trong cái hàm input này đó thì tóm lại nó sẽ như này các bạn mình sẽ gọi cái hàm input và mình truyền vào địa chỉ của A nhé tức là mình sẽ truyền vào và A đấy ở đây có nghĩa rằng là mình sẽ truyền địa chỉ của A vào vào hàm input đúng không ạ? Thì ở đây mình cũng khai báo một thì ở đây mình sẽ khai báo một cái biến đúng không? Thì do là ở đây mình chuyển địa chỉ của A nên là ở đây mình phải khai báo một con chó đúng không các bạn nhỉ? Sao boy chẳng hạn. Đấy, mình khai báo con chó các bạn nhé Vì ở đây chúng ta có nguyên tắc là gì các bạn nhỉ? Giá trị của con chó bằng địa chỉ của biến. Đấy. Do mình truyền địa chỉ của biến A vào nên đây là mình phải khai báo con chó thì nó mới bằng cái địa chỉ này được ok cho các bạn nhá đấy và ở trong cái hàm input này mình sẽ thực hiện cái việc là nhập giá trị của a đúng không ở đây mình sẽ làm gì các bạn print này print từ f đấy. nhập giá trị của a hai chấm đấy ở dưới đây mình sẽ dùng cú pháp scan để mình nhập đây là phần trăm d phải đấy phải cái gì đấy thì bây giờ các bạn thử suy nghĩ cho mình xem là bây giờ là mình cần chuyển cái gì vào cái chỗ này được không? Đối với hàm main ấy là chúng ta truyền cái địa chỉ của A nhưng mà đối với cái này thì mình truyền cái gì? Thì các bạn thử suy nghĩ cho mình xem. Ok các bạn nhé Thì câu trả lời ấy, là mình sẽ truyền cái boy này vào. Tại sao lại truyền cái boy? Vì cái con trỏ có tên là boy này. Đấy con trỏ có tên là poi này nó bằng với và A hay cụ thể hơn là nó bằng với địa chỉ của A Đấy chưa Thì như vậy cái point của mình nó bằng với và A Thì mình chỉ cần truyền cái point này Thì nó sẽ giống công thức ở bên đây đấy Ok chưa Rồi Thì như vậy là mình vừa có một cái hàm để nhập giá trị của A rồi Thì bây giờ việc tiếp theo của mình ở dưới đây Là mình chỉ cần in giá trị của A thôi còn lên tờ F này Giá trị của A Đấy phải à, a ở đây chỉ là phần trăm d đúng không phần trăm d nhá đấy bây giờ mình chạy thử các bạn nhá mình ví dụ mình nhập a bằng uh, 20 đi enter thì như vậy là giá trị của a là bằng là bằng 20 như vậy là mình vừa có một cái hàm để nhập giá trị vào rồi để cho các bạn nhỉ OK nhé. Đây khi mà mình hướng dẫn các bạn làm cái ví dụ này thì nhiều bạn, các bạn sẽ nghĩ một cách nó khá là uh, nâng cao. Đấy, đây các bạn lại làm mấy cú pháp như này các bạn nhé. Đây là địa chỉ này. Xong rồi các bạn sẽ làm một cái cú pháp như thế này. Đây. Đấy thì các bạn thử xem là nếu mình viết như này thì có được hay không? Thôi các bạn. Đây, thêm, nếu mình viết như này thì có được hay không các bạn nhá? Đây, chạy thử này. Đấy, mình nhập là 20 đi Đấy. Enter Thì giá trị của A cũng bằng 20 Đấy, Thì các bạn thử suy nghĩ cho mình xem là Tại vì sao viết như này thì cũng đúng Đấy, Tuy rằng là, là các bạn thấy là gì Viết như này nó nó hơi lòng hoàng Nhưng mà thông qua cái cách viết này Thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về bản chất của pointer Được không nhỉ Đây nhá, thì mình giải thích các bạn nhé Chúng ta có con trò point Đúng không? Point này Bằng cái địa chỉ của A này Đấy thì ở đây sao của point sao của voi tức là con chó chó tới cái địa chỉ đấy thì nó sẽ bằng với việc là con chó chó tới địa chỉ của a đúng không thì nó bằng với cái gì các bạn nhỉ con chó mà chó tới địa chỉ của a thì chúng ta sẽ được cái giá trị của a đúng không thì tóm lại là bằng a đấy, thì bây giờ các bạn lại thêm một cái và đây nữa thì nó sẽ là gì các bạn và cái cụm đấy thì như vậy là nó cũng tương đương với việc là là và a hay cụ thể hơn nó lại quay trở về cái gì các bạn nhỉ quay trở về cái cái vạ này hay là cụ thể là quay trở về cái địa chỉ của a thì viết như vậy nó cũng đúng được chưa nó hơi nó loằng ngoằng một tí nhưng mà nó chứng tỏ rằng là các bạn đang hiểu rõ bản chất của thằng vector này được không còn thật ra chỉ cần viết nhẹ là được thì cái poi của mình ấy nó chính là bằng cái gì các bạn nhỉ nó chính là bằng cái địa chỉ của a rồi đấy. ok các bạn nhé đấy thì mong rằng là thông qua cái ví dụ này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về bản chất của pointer Đấy. Chúc các bạn thì thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.